Rồi xin chào anh em ha. Hôm nay mình có cái lô Linh Sam với là Mai Chiêu Thủy với Kim Quýt bông chanh vàng thanh lý nha anh em. Cái này hàng này thanh lý. Rồi giao lưu với anh em ha là 22 cây ha. Là cái clip 1 ha là mình là cây số 1 luôn ha anh em. Là quay cho anh em ha. Là mình đo hoành gầu hết trơn nha anh em để cho cái clip nó lẹ thôi. Này ha. Là hoành 12 cao 90. Chi cành đều nha anh em. Đó bông Linh Sam á. Là cây này giao lưu với anh em là 1 triệu gửi ha. Là em bao ship toàn quốc luôn ha. Là số điện thoại của em là 0981117055. Là Zalo luôn nha anh em. Rồi xuống chú Tám. Cây số 2 đó, ừ. Rồi lôi cây số 3 bên đây. Rồi tiếp tục là cây số 2 nha anh em. Là hoành 15 cao 68. Cái này cây phôi nha anh em, giá 700. Linh Sam 86 nha anh em, ghim nha. Chứ không có ghép nha. Cái này là cây ghim. Đi ra mép làm sao á, đi trước làm sao mà được. Tiếp tục là cây số 3 nha anh em. Là hoành 10, cao 50. Ở cây sống khỏe nha anh em. Giá 400k. Cây số 4 nha anh em. Hoành 14, cao 75. Này chi cành có nha anh em, cây sống khỏe ha. Bông nó sắp sửa ra bông nhiều nè. Giao lưu với anh em là 800k, bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp tục là cây số 5 cũng Linh Sam 86 riêng nha anh em, không có ghép nha. Dàn đế nó cũng được lắm nè. Cái này hàng thanh lý. Hoành 16, cao 35. Giá 600k. Tiếp tục là cây số 6 nha anh em. Dàn đế nó cũng dữ nè, mấy cây này nó cũng lâu lớn đó anh em ơi. Hoành 14, cao 33. Cũng vẫn là 600k nha anh em. Cây này hoành cũng lớn. Rồi tiếp tục là cây số 7 nha anh em. Hoành 13, cao 75. Rồi, cây này sắp sửa ra bông ra lá quá trời. Có gì cái dàn đế cũng dữ nha anh em. Dàn cũ này mình đo trên này nha, chứ không phải là đo dưới này nha. Dưới đó bự lắm. Rồi giá cây Linh Sam 86 này em giao lưu là 1 triệu. Là em bao ship toàn quốc luôn ha. Số điện thoại của em là 0981117055. Là số Zalo luôn nha anh em. Rồi tiếp tục là cây số 8 hoành 12 cao 50. Cây này có cái dáng này chơi thế quan nhân được nè. Là em giao lưu với anh em là 900k ha. Rồi tiếp tục là cây số 9 nha anh em. Này hàng thanh lý. Hoành 11 cao 25. Giá 400k. Cây này nó có cái sẹo chân này nè nghe anh em. Giao lưu cho anh em cho nó cái hết cái lô Sam 86 này luôn. Bán giá rẻ luôn. Tiếp tục là cây số 10 nha anh em. Cây này có cái dáng bay bay nè. Hoành 11. Chiều bay nó là 50, cao 30. Giao lưu với anh em là 600k. Đóng đế cũng dữ nha anh em. Rồi tiếp tục là cây 11. Là cây này có cái dáng đổ nha anh em, cây thành phẩm. Là em ship cái này, em ship chậu luôn cho anh em luôn ha. Chậu nó cũng đẹp nè. Cây này là hoành 13 cao 30. Chiều đổ nó là 68. Em giao lưu với anh em cây này là 1 triệu 6.
Dạ. Cây hồi nãy sắp sắp hàng hàng đâu? Thì lấy ra. 12 nè, 13 nè. Ông lại ông coi số dùm cái ông Dũng. Ông không biết số. Tiếp tục là cây 12 nha anh em. Cây này bông trang vàng ha, một cốt ha, cây cũng già dữ lắm mà. Để em đo hoành ha. Cây này phải đo hoành mới được. Là hoành chân vị trí này là 17 nha anh em. Chiều cao của nó là 50. Đường kính ngang của nó là cũng 50. Rồi em giao lưu cái cây bông trang vàng lá nhỏ này ha. Là 1.3 triệu. Em bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp tục là cây 13 cũng là bông trang vàng luôn nha anh em. Này có quá trời cái rễ nó bằng cái thân luôn. Em đâu hoành ha. Hoành ngay chân vị trí này là 13 hơn 13 nha anh em. Chiều cao của cái cây này là 64. Đường kính ngang của cái tàn là nó 65. Em quay một vòng ha, rồi em báo giá luôn ha. Là cây 13 bông trang vàng lá nhỏ này là em giao lưu với anh em là 1.5 triệu ha. Là em bao ship toàn quốc luôn, cây thành phẩm nha anh em. Cái này chờ đọt cái ra bông. Rồi tiếp tục là cây 14 cũng là bông trang vàng luôn nha anh em. Cây này thế nó có vững chắc nè. Này nó hai thân. Rồi em đo hoành ha. Em đo cái hoành tổng của nó chân này ha. Là 21 hơn 21 luôn. 21 à. Vàng đế công nhận vàng đế đều 24 luôn nha anh em. Vàng đế bắp không á. Em đo cái thân bự nó hết rồi. Thân bự chỗ này là 15 nha anh em. Rồi chiều cao của cái cây này là nó 43. Tàn ngang của nó là 33. Rồi em quay vòng báo giá ha. Cây 14 này là giá 1.4 triệu nha anh em. Rồi em bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là cây 15 nha anh em. Cây 15 cũng là bông trang vàng. Này cái cũ. Quá già. Ê, già dữ lắm già. Rồi em đo cái hoành đó ha. Cái hoành trên này ha. Hoành trên này nó là 14 mấy. Rồi em đo cái cũ nó luôn. Cái cũ đặc nha anh em. Cũ đặc ở dưới nha. Cũ đặc ở dưới là 28. Rồi chiều cao của cái cây này là chiều cao nó là 48. Tán ngang nó là 46. Rồi em quay vòng ha. Em báo giá ha. Rồi cây 15 này là 1.5 triệu nha anh em. Em bao ship bao sống luôn. Toàn quốc nha. Này số điện thoại của em là 0981117055 ha. Số Zalo luôn nha anh em. Rồi tiếp tục là cây 16 là bông giấy hai màu nha anh em. Này màu trắng với màu nhợt hồng phấn nha. Cây quái quái nè. Tại bứng cho nó ra tược rồi cái mới giao mới dám bán. Bông giấy này nó dễ thúi. Cái ra tược vậy cái nó khỏe à. Cây quái nè. Nha, em quay ha, em quay rồi cái em đo hoành ha. Rồi em đo cái hoành luôn ha. Cái hoành chân cái vị trí này là 19 nha anh em. Rồi cái cũ nó chân này chân chỗ này nó là 29. Nguyên cái đống đế này là 50 nha anh em. 50 đây, 51, 50 đây.
Rồi cái chiều bay nó ra là chiều bay nó ra cũng 50 cây quái anh em. Rồi giao lưu với anh em cây bông giấy hai màu này là 1,2 triệu. Rồi tiếp tục là cây 16, cây 17 nha anh em. Cây 17 này đinh lăng lá tròn nha, là duy nhất còn có một cây màu nha anh em, là mình sổ hàng luôn. Em đo chiều cao nó ha. Chiều cao của cây này là 66, đây bán giá rẻ mà. Hoành này ngay chân chỗ này nha anh em là 46. Trên á là trên chút nữa coi, chân cái eo nhỏ nhất kìa. Eo nhỏ nhất nó là 35. Rồi cây 17 này đinh lăng lá tròn này em giao lưu với anh em là 700k ha. Em bao ship bao sống luôn ha. Giờ nó sống khỏe luôn. Rồi tiếp tục là cây 18 là cái cây kim quýt nha anh em. Kim quýt này già dữ lắm, già rồi nó bự nữa. Em đo hoành ha. Hoành chân này nha. Hoành chân này nó là 25. Dưới nó còn bự nữa nha anh em. Chiều cao của nó là 29. Rồi em quay vòng báo giá ha. Em ship cái này nếu mà ấy thì tại em bán giá rẻ, nếu mà ấy thôi em ship cái chậu luôn, chậu nó nặng quá trời, nó nặng ba cái đất cái. Rồi cây 18 này em giao lưu với anh em là 1,5 triệu nha anh em. 15.000 hai cây giấy thơm đi. Cây ông chín chuột, chín tuổi của bán này. Giấy thơm hai cây 15.000. Rồi tiếp tục là cây 19 nha anh em, cũng là kim quýt nha. Cây này có đóng đế quá trời nè. Để ship chậu cho anh em luôn, anh em nữa thích rồi về môi ra vô chậu đẹp chứ không gì chân á. Rồi em đo cái hoành ha. Hoành chân vị trí này là 22 nha anh em. Là em đo trên cái cổ đó, chỗ nhỏ nhất đó. Rồi nó cũng có mấy cái thẹo cắt nè. Cũng không có gì. Rồi cây 19 này em cũng giao lưu với anh em là 1,5 triệu luôn ha. Nếu mà cây kim quýt cái này thì nó quá trời rẻ rồi. Lâu dữ lắm lâu. Dạ tiếp tục là cây 20 là cây mai chiếu thủy lá lớn nha anh em. Cây này giao lưu cho anh em giá rẻ luôn. Này hoành cũng lớn ạ. Chiều cao của nó là 83. Hoành của nó là 46. Là cây 20 nha anh em. Cây này giao lưu với anh em là 700k. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp tục là cây 21 cũng là mai chiếu thủy lá lớn luôn nha anh em. Cái này có dáng thú nè. Chuyến rồi có ông anh ông chốt mà ông nói ông đi công tác gì đó, thôi để lại. Ảnh không nhận cây được. Giờ thôi giao lưu với anh em giá rẻ luôn, sụp giá luôn. Rồi hoành ha. Hoành chân này ha. Hoành chân này là 25. Chiều cao là 42. Tổng cái cũ luôn, tổng cái cũ luôn là 74. Rồi giao lưu với anh em là 600k, em bao sống bao ship luôn, mà chưa thể dễ sống lắm. Rồi. Rồi tiếp tục là cũng mai chiếu thủy lá lớn luôn nha anh em. Là cây cuối cùng của cái clip. Rồi, cây này có cái dáng thú rất rất lớn. Đẹp. Rồi ha, em đo hoành ha. 37. Chiều cao của em này là 47. Tổng cái củ thú này cũng đặc nha là 74 ha, trong ngược cái hoành đế dữ lắm à, hoành đế này dữ lắm à.
tới 130 mấy là anh em ơi. Rồi em giao lưu giá rẻ cho đi luôn, đi hết luôn cho khỏe cho mình nè. Là cây cuối clip này em giao lưu với anh em là 1.9 triệu ha. Là mai chiếu thủy lá lớn nha. Rồi. Rồi hết rồi, em cũng xin cảm ơn anh em trong thời gian qua là ủng hộ em ha. Xin chào, chúc anh em mình phát. Là số điện thoại của em là 0981 là 117055 ha anh em. Rồi, em xin chào.